hy vọng Tô Lâm nhà ghế chủ tịch nước cho Lương Cường là điều không tưởng. Trước, trong và sau hội nghị Trung ương ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm đã chính thức trở thành Tổng Bí thư. Những hình ảnh trên truyền thông nhà nước cho thấy sự thất vọng rõ rệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường và Đại tướng Phan Văn Giang. Sự thất vọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính không phải do không trở thành Tổng Bí thư. Kể cả ông Chính được bầu làm Tổng Bí thư thì sẽ tạo nên một sự xáo trộn rất lớn với hệ thống nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, khi Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư, theo giới quan sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường sẽ là những kẻ thù lớn nhất từ nay đến đại hội lần thứ 14 của ông Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm chắc chắn sẽ tìm mọi cách để mà loại bỏ hai nhân vật này khi có cơ hội. Khi Chủ tịch Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư chính thức, trong thời gian 16 tháng còn lại của Đại hội Đảng khóa 13, ông sẽ có rất nhiều lợi thế trong việc củng cố lực lượng để tiếp tục giữ chức vụ này tại đại hội lần thứ 14. Vốn dĩ ông Tô Lâm là một người có tham vọng quyền lực không thua kém Tổng Trọng. Theo một số đánh giá, Tô Lâm có thể sẽ ngồi thêm từ 2 đến 3 nhiệm kỳ trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, rồi sau đó ông sẽ chuyển ngôi lại cho con trai là Đại tá Tô Long, người mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Để đạt được mục đích như vừa kể trên, Tô Lâm được cho là sẽ sử dụng sức mạnh của mình và phe cánh để loại bỏ tất cả các đối thủ có định cản đường ông. Như trong thời gian nửa năm vừa qua, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã liên tiếp đánh gục các nhân vật lãnh đạo hàng đầu để mà leo lên vị trí tối cao hiện nay. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một chính khách có tật xấu, nhớ lâu và thủ dài. Theo đồn đoán, sắp tới đây, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị khởi tố, bắt giam. Ông Phúc bị cáo buộc là đã lạm dụng quyền lực để làm giàu cũng như đã hạ bệ rất nhiều đối thủ trong đảng, đồng thời đã động chạm đến nguồn lợi quyền lực của ông Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên. Tương tự, trong ngày đầu tiên nhậm chức Tổng Bí thư, Tô Lâm đã quyết định xử lý 4 ủy viên Trung ương Đảng là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các Bí thư tỉnh ủy. Theo giới thạo tin, việc Tô Lâm trảm được ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, không chỉ vì liên quan đến các sai phạm của ông, mà mục chính là muốn dàn mặt cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là cha nuôi đỡ đầu của ông Khánh. Theo giới quan sát, từ đây tới đại hội lần thứ 14, khả năng rất cao Tô Lâm sẽ bằng mọi cách triệt hạ Đại tướng Lương Cường, đồng thời sẽ tấn công mạnh vào ông Phạm Minh Chính. Đây là những nhân tố cuối cùng có thể cản bước Tô Lâm. Tô Lâm đã dương lên trở thành Bí thư Quân ủy Trung ương, hoàn toàn có quyền kiểm soát Bộ Quốc phòng của Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội. Ông đã có quyền thay thế tướng Đỗ Ngọc Hùng là Tổng cục trưởng Tổng cục 2 để tự nắm giữ các tài liệu cũng như đường dây mà Tổng cục 2 sử dụng để liên lạc với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, người đang trốn lệnh truy nã. Nếu Tô Lâm nắm được các bí mật của vụ án Nhàn IC thì chắc chắn tới đây sẽ có hàng loạt quan chức cấp cao phải hầu tòa, trong đó có thể có cả tên Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một số nguồn tin còn cho hay liên minh giữa các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là mối quan hệ giữa thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường và Bộ trưởng Phan Văn Giang là hết sức lỏng lẻo. Vì thế, việc Tô Lâm muốn điều tra sai phạm của tướng Lương Cường sau khi ông trở thành Bí thư Quân ủy Trung ương là điều khá dễ dàng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường là những nhân tố cuối cùng có thể cản bước Tô Lâm thực hiện mưu đồ bá chủ. Điều đó cho thấy việc công luận vẫn hy vọng ông Tô Lâm sẽ nhả ghế Chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường là điều không tưởng. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hy vọng Tô Lâm nhả ghế Chủ tịch nước cho Lương Cường là điều không tưởng. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ không còn kiêm chức Chủ tịch nước nữa? Tại hội nghị Trung ương vừa qua, ông Tô Lâm không đạt được mục tiêu trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Trước đó, nguồn tin nội bộ cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm đặt mục tiêu phải đạt được nhất thể hóa như Trung Quốc để nắm quyền lực tuyệt đối như ông Tập. Đây là mong muốn cao nhất của Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Dư luận đồn đoán trong thời gian tới, Tô Lâm có thể sẽ phải bàn giao chức Chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, bởi chức vụ Chủ tịch nước không thể được bố trí cho một tướng công an để đảm bảo sự phân chia quyền lực giữa công an và quân đội. Theo quy định hiến pháp, việc ông Tô Lâm là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là vấn đề phụ thuộc vào thẩm quyền của Quốc hội. Hơn nữa, theo kết luận của Bộ Chính trị số 35 vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 quy định, chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước không có vị trí Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Theo giới phân tích quốc tế, giới lãnh đạo Việt Nam từng thảo luận về việc
tập trung quyền lực bằng cách nhất thể hóa hai vị trí Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Tuy nhiên, quy định trong Đảng từ lâu đã có sự đồng thuận là cần phải duy trì sự ổn định bằng một hệ thống phân chia quyền lực. Đây là cơ chế có thể giúp ngăn chặn sự trỗi dậy của một lãnh đạo thâu tóm toàn bộ quyền lực để trở thành một nhân vật độc đoán tương tự cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tô Lâm vẫn quyết định họp gấp vào ngày 3 tháng 8 ngay sau khi Bộ Chính trị ra nghị quyết về triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 2 tháng 8. Phải chăng ông Tô Lâm quá tự tin bởi kể từ ngày 20 tháng 5 ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, rồi chỉ 2 tuần sau ông Tổng Trọng qua đời, ông đã trở thành Tổng Bí thư mà không vấp phải bất kỳ sự cố đáng kể nào. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ trong 73 ngày đã giành được 2 trong 4 ghế quyền lực nhất của tứ trụ. Trước đó vào năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đưa ra đề nghị Tổng Bí thư có thể kiêm nhiệm Chủ tịch nước để có toàn quyền trong công tác đối nội và đối ngoại. Khi đó, Tổng Trọng lập tức bác bỏ việc hợp nhất với lý do nếu để một lãnh đạo nắm quá nhiều quyền lực thì sẽ không có khả năng kiểm soát. Nhưng đến năm 2019, ông Trọng lại trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước trong gần 3 năm, từ năm 2019 đến tận năm 2021. Điều đó cho thấy, khác với Tổng Trọng, ông Tô Lâm chưa có đủ uy tín trong Đảng. Dù Tô Lâm được Ban chấp hành Trung ương suy tôn là tân Tổng Bí thư với số phiếu ủng hộ 100%, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu cao nhất của mình là trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Giới phân tích thì khẳng định việc duy trì nguyên tắc hay cơ chế một trạng thái cân bằng quyền lực trong nội bộ của Đảng và chính quyền là chính sách xuyên suốt của Đảng. Các cơ quan, nhà nước, chính phủ cũng như Quốc hội cùng nhau tồn tại trong hòa bình để mà cùng quản trị đất nước. Việc tập trung quyền lực vào một nhóm hay một cá nhân bị hạn chế để tránh sự lạm quyền dẫn tới độc đoán. Ngày 2 tháng 8, nguồn tin nội bộ cho biết có 13 trên tổng số 14 ủy viên Bộ Chính trị bảo lưu ý kiến cho rằng cần phải tách hai trung tâm quyền lực giữa cơ quan đảng và cơ quan của nhà nước, nghĩa là chức danh Tổng Bí thư phải tách bạch với Chủ tịch nước, không nên nhất thể hóa. Tô Lâm được cho là có quyền lực vô đối, có thể khuynh lát tất cả để đạt được mục tiêu nắm quyền tột đỉnh. Nhưng với diễn biến gần đây, theo giới phân tích, Tô Lâm sẽ phải mất một thời gian để đạt được mục tiêu nắm được quyền lực tuyệt đối giống như Tổng Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm không trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ngay như Tổng Trọng được. Tô Lâm có xóa bàn cờ chính trị cũ của Tổng Trọng để chơi lại từ đầu hay không? Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối 100% tại Hội nghị Trung ương tổ chức vào ngày 3 tháng 8. Đáng chú ý, Hội nghị Trung ương lần này chỉ ghi chung chung là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 13, đã thay đổi so với thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng tân Tổng Bí thư muốn quảng bá cho một kỷ nguyên mới thuộc về nhà lãnh đạo tối cao mang tên Tô Lâm, đại tướng trùm an ninh? Tuy Ban chấp hành Trung ương tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chọn nhân sự Tổng Bí thư, nhưng Tô Lâm vẫn giành được số phiếu ủng hộ tuyệt đối 100%. Điều này ngược với đánh giá trước đây của giới phân tích quốc tế, vốn cho rằng đa số lãnh đạo cấp cao của Đảng không ủng hộ Tô Lâm làm Tổng Bí thư. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương ngày 3 tháng 8 cũng đã sử dụng trước chỉ hiêu nói ngựa để che mắt thiên hạ, dư luận có thể lầm tưởng rằng Tô Lâm thực sự có uy tín cao, được tín nhiệm tuyệt đối 100%. Nhưng thực chất nếu bất kỳ ủy viên Trung ương nào không đồng thuận, không bầu cho Tô Lâm thì sẽ ngay sau đó bị Tô Lâm cho đàn em trừng trị. Sau Hội nghị Trung ương vào ngày 3 tháng 8, câu hỏi đặt ra là tân Tổng Bí thư họ Tô có kiêm luôn cả chức vụ Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc hay không? Vẫn chưa có câu trả lời, bởi Ban chấp hành Trung ương theo quy định chỉ có chức năng biểu quyết tán thành Tô Lâm làm Tổng Bí thư. Việc có để cho Tô Lâm tạm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước hay không lại thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp Việt Nam. Hơn nữa, theo bảng danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo theo quy định ban hành theo kết luận của Bộ Chính trị số 35 vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 quy định như sau: chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước là 4 chức danh gồm tứ trụ như hiện nay, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Như vậy, hiện không có chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Do đó, muốn thay đổi điều này thì phải đưa ra Quốc hội biểu quyết lại về mặt nguyên tắc. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm phải chuyển quyền Chủ tịch nước cho lãnh đạo khác buộc phải tiến hành sau đó. Hiện cũng có đồn đoán cho rằng
ông Tô Lâm phải chia sẻ quyền lực cho phe tướng lĩnh quân đội, đại diện là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư cho đến khi có quyết định mới từ cơ quan lập pháp, tức là Quốc hội. Việc truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin Chủ tịch Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng với số phiếu tuyệt đối 100% cùng với lời lẽ dập khuôn như Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao. Đã cho thấy điều gì đây? Công luận cho rằng hai chữ suy tôn đưa người được suy tôn lên vị trí cao quý. Vì vậy, nếu đã suy tôn, lại còn thêm 100% tuyệt đối, để làm gì? Đúng là giấu đầu, hở đuôi. Nhưng trong cái rủi thì lại có cái may, trong họa lại có phúc. Nguồn tin nội bộ cho biết sau khi đạt được đỉnh cao quyền lực, Tô Lâm sẽ xóa bàn cờ và chơi lại từ đầu. Có thể Tô Lâm sẽ quyết định ân xá tha bổng cho toàn bộ các quan chức tham nhũng bị xử trong công cuộc đốt lò của Tổng Trọng trước đây. Để giờ sau đó, Tô Lâm sẽ chấm dứt tình trạng truy cùng diệt tận các đối thủ chính trị như hiện nay, tái lập một giai đoạn sóng yên biển lặng, không còn đấu đá giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng như trước khi Tổng Trọng nắm quyền. Làm điều này để bắt đầu một kỷ nguyên mới khi Việt Nam tập trung toàn lực cho phát triển kinh tế. Đó là điều có thể xảy ra. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm có xóa bàn cờ chính trị cũ của Tổng Trọng để chơi lại hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.